Xong rồi con. Bố. Mình về thôi. Con xong rồi đây ạ. Anh Hiệp có việc của mình không bố? Không. Hiệp nó phải ở lại giải quyết công việc cho bố. Rồi sẽ về sau. Bố. Hay là bố cho con ở lại, con về sau cùng anh Hiệp ạ? Không được. Mẹ rất lo cho con. Suốt ngày gọi điện cho bố, sốt ruột lắm. Về luôn đi, nhá. Dạ vâng ạ. Mà này, hôm qua đi chơi thế nào? Có vui không? Vui bố ạ. Anh bạn con chở con đi ngắm cảnh ở Vân Sơn. Công nhận là cảnh ở đây đẹp thật. À, con còn gặp cả Duyên, tác giả công trình vườn vệ sinh mà gửi bài dự thi đến công ty của mình nữa đấy. Thế à? Vâng ạ, quê của bạn ấy ở đây luôn. Thấy bảo lên đây để chuẩn bị xây dựng công trình vườn vệ sinh cho điểm trường trong xã bằng tiền tự quyên góp đấy ạ. Ừ. Con thấy Duyên là một người rất có tâm, lại còn yêu nghề nữa. Bố, có gì bố ủng hộ Duyên nhá. Bố cũng đang suy nghĩ về việc này. Thôi, ta đi thôi. Dạ. Con sao thế? Con đau bụng quá bố ạ. Bố cứ xuống sảnh chờ con nhé, sau con xuống sau ạ. Thế hôm qua đi chơi có ăn uống linh tinh gì không đấy à? Dạ, con ăn nem ạ. Nhưng con không biết trong nem có tôm. Con uống thuốc lá rồi ạ. Lá gì? Mà ai cho uống? Dạ, bà của Duyên ạ. Bà bảo đấy là lá mát gan của người dân tộc. Con uống thì thấy hết mẩn ngứa rồi. Chẳng hiểu sao từ tối qua đến bây giờ vẫn âm ỉ đau bụng. Thế sao không nói với bố để bố đưa đi khám? Lại đi uống cái lá linh tinh ấy à? Dạ. Thôi được rồi, nhanh lên, bố đưa đi khám. Vâng ạ. Alo. Ừ, tớ đây. Sao? Hẹn nhau ấy hả? Được. Lần sau, chị đừng tự ý động vào đồ của tôi. Xin lỗi chị, khoa khám bệnh ở đâu nhỉ? Dạ ở đây ạ, bác khám gì thế ạ? Không phải tôi, mà là con gái tôi. Tối hôm qua cháu bị dị ứng tôm. Đã được người dân cho uống nước lá rồi. Nhưng không hiểu sao sáng nay cháu vẫn còn đau bụng. Em uống nước lá gì có nhớ không? Dạ không ạ, bác ấy nói là lá mát gan. Với lại bác ấy cũng đã từng chữa cho người bị dị ứng trước đó rồi ạ. Thế thì bác cứ đứng đây đợi để cháu đưa em vào khám ạ. Cảm ơn chị, con vào đi. Dạ. Chị Định. Có phải chị Định không ạ? Vâng ạ. Bác có phải là bác Thắng kiến trúc sư đúng không ạ? Vâng, là tôi đây. Chị khỏe không? Chào cô. Chào anh ạ. Dạ. Tình hình vợ anh thế nào rồi? Đã ổn hơn chưa? May quá, hôm đó có cô cấp cứu kịp thời. Vợ tôi đã bình phục và xuất viện rồi. Hôm nay tôi có chút quà đến gọi là cảm ơn các cô. Đấy là trách nhiệm của chúng tôi. Quà cáp tôi không nhận gì đâu. Có gì đâu, gọi là có chút tấm lòng. Cô nhận cho vợ chồng tôi vui. Anh đã nói vậy thì tôi nhận giỏ hoa quả này. Còn này thì anh giữ lại nhá. Cảm ơn anh, tôi phải vào làm việc tiếp đây. Chào anh. Vâng, chào cô ạ. Bác đến đây có việc gì đấy ạ? Dạ, tôi lên trên này công tác, cho con bé con theo cùng. Tối hôm qua nó bị dị ứng tôm, nên tôi đưa cháu nó vào khám. À, có phải con bé mà ngày xưa tôi đỡ không? Giờ chắc cháu cũng phải 25, 26 rồi bác nhỉ? Vâng, là nó đấy ạ. 26 rồi. Sau những ngày khó khăn ấy,
Tôi có quay lại Cao Sơn tìm chị để cảm ơn, nhưng mọi người nói là chị đã chuyển đi rồi, không ngờ lại gặp chị ở đây. Có gì đâu mà phải cảm ơn, đấy là trách nhiệm của tôi mà. Chị có ở gần đây không? Cho tôi xin địa chỉ. Tôi hay lên trên này công tác lắm, tôi sẽ qua thăm chị. Thôi không cần đâu bác ạ. Mà thôi tôi có việc gấp rồi, tôi xin phép bác tôi đi trước đây. Vâng, dạ. Chào chị. Dạ. Bố, cô ấy nói cô ấy là người đỡ con, chuyện này là thế nào ạ? Bố nói đi ạ, có phải con sinh ra ở đây không? Chuyện dài lắm. Lúc ấy bố tham gia xây thủy điện ở trên này. Trong một chuyến khảo sát dài ngày, mẹ con cứ đòi đi cùng. Nhưng lúc đó mẹ gần sinh rồi mà, tại sao bố vẫn đồng ý? Theo như bố tính thì phải còn cả tháng nữa mới sinh. Với lại mẹ con nói là ở nhà một mình sợ buồn ảnh hưởng đến con, nên bố đành phải đưa đi theo. Sao mẹ không kể gì với con về chuyện này nhỉ? Nhưng trong giấy khai sinh của con, nơi sinh vẫn là Hà Nội mà bố. Lên Cao Sơn được một thời gian thì mẹ trở ra. Lúc sinh con xong, mẹ con bị băng huyết, phải đưa lên tuyến trên điều trị. Sau này, trong một chuyến quay lại đây làm giấy tờ cho con, mẹ con còn bị tai nạn. Bố Hiệp lúc ấy là lái xe, bị thương nặng, cũng không qua khỏi. Mẹ con đã bị chồng uất mất một thời gian dài, cho nên mẹ không muốn nhắc gì đến nơi này nữa. Nam, cẩn thận đấy con. Kia, cẩn thận xe. Con có sao không? Để bố xem nào. Bố đã bảo rồi, không được đá bóng ra ngoài đường cơ mà. Cháu có sao không anh? Cháu nó không sao, cháu nó mải chơi, chú thông cảm cho cháu nó. Dạ vâng, cháu bé không sao là tốt rồi anh ạ. Thôi vào đây để bố rửa mặt mũi chân tay cho nhá. Chơi là phải để ý, không được chạy ra ngoài đường nữa chưa? Vâng ạ. Hiệp ơi, Hiệp. À, bố về. Ờ. Bố có mút quà gì cho con không ạ? Có chứ. Đây. Xin ạ. Bố bóc kẹo cho ăn nhá. Vâng ạ. Cảm ơn. Ừ. Ngon quá. Lần sau bố lại mua thêm cho. Vâng ạ. À, bố còn món quà này nữa cơ. Đâu ạ? Đây. Đẹp quá. Con thích không? Có ạ. Mình là bóng nha bố. Nhất trí. Nào, đá đi. Rồi. Úi giời, giỏi quá nhờ. Tiếp. Sút. Alo, em nghe ạ. Vâng, em vẫn đang ở trên Cao Sơn. Vậy à? Vâng, cảm ơn anh đã thông tin. Em sẽ báo lại với chú Thắng. Cảm ơn anh ạ. Alo chú ạ, bên ủy ban vừa báo cháu là dự án của mình có một vài trục trặc. Vâng, bây giờ cháu sẽ quay lại tìm hiểu thêm chú ạ. Vâng, chào chú. Hôm nay á, cứ phải mua sắm tẹt ga, tiền nong không vấn đề. Phụ nữ ấy, là cứ phải đẹp. Bây giờ ấy, ba vòng như một, tớ thấy mặc cái gì cũng thế thôi. Cậu phải lạc quan lên chứ. Ấy đừng, tuổi mình mặc màu sáng thiệt lắm.